mọi nhà. Truyền thông Đại Chúng đến với mọi người, kinh nghiệm kỹ năng, nhu cầu giải trí, tinh thần nhân dân. Mặc cho sương gió với những con người không ngại gian lao, đêm ngày cùng nhau đưa tin thực tế. Vượt qua mưa nắng, băng suối leo đèo, tinh thần hăng say của người làm báo đi tìm thông tin. Phát thanh truyền hình của Đảng và của nhân dân, phát thanh truyền hình cập nhật thông tin đi vào cuộc sống. Phát thanh truyền hình phủ lấy vùng miền, hải đảo biên cương. Phát thanh truyền hình công nghệ thông tin, kết tình yêu thương. Phát thanh truyền hình thời công nghệ số, vươn sóng bay xa. Phát thanh truyền hình đi nghe thông tin của ngành báo chí. Phát thanh truyền hình thời công nghiệp hóa, xu thế hôm nay. Phát thanh truyền hình mãi là niềm tin hướng về tương lai. Phát thanh truyền hình thời công nghiệp hóa, xu thế hôm nay. Phát thanh truyền hình mãi là niềm tin hướng về tương lai. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 06 NQTU, nghị quyết số 10 NQTU, quy định số 50 QĐTU, kết luận số 34 KLTU của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định kế hoạch của tỉnh ủy, của thị ủy về công tác quy hoạch cán bộ đến cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Thường trực Thị ủy Nghi Sơn làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo chủ chốt của xã Nghi Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường kỹ năng và phòng chống đuối nước cho trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 15 tháng 6, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về đánh giá kết quả triển khai Đề án 06, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của thị xã chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí thành viên Tổ công tác Đề án 06 thị xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã đôn đốc chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã, triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình đề án đang được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai thực hiện. Trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh với việc hoàn thành 7 trên 11 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện đề án 06 còn một số tồn tại hạn chế, đó là nhận thức của người đứng đầu tại một số đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đề án còn chưa đầy đủ, vẫn xem việc thực hiện đề án là của lực lượng công an. Việc thành lập tổ công tác thực hiện đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, bản, tổ dân phố nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể. Công tác tuyên truyền nội dung đề án 06
nhất là 5 nhóm tiện ích chưa thường xuyên cụ thể, nên người dân và doanh nghiệp chưa hiểu để thực hiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện đề án 06, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành địa phương trực tiếp thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, tập trung ưu tiên nguồn lực trong việc triển khai để phục vụ người dân và doanh nghiệp, ra soát, bố trí đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ năng lực để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện đề án 06, coi đây là bước đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành, ra soát tái cấu trúc quy trình điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác làm dữ liệu, công tác tiếp nhận hồ sơ căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu, tham gia đăng ký định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và được xác thực trên ứng dụng VNEID. Sở Thông tin và Truyền thông tập hợp thống kê thực trạng, xây dựng phương án và đề xuất nhu cầu nâng cấp, mở rộng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của các hệ thống cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn kỹ thuật triển khai đề án 06 tại công văn 1552 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 NQTU, Nghị quyết số 10 NQTU, Quy định số 50 QĐTU, Kết luận số 34 KLTU của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Thị ủy về công tác quy hoạch cán bộ đến cán bộ chủ chốt các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã quán triệt triển khai Nghị quyết số 06 NQTU ngày 21 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, quán triệt triển khai quy định số 50 QĐTU ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 16 ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ, quy định số 03 QĐTU ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác quy hoạch cán bộ, kế hoạch số 82 KHTU ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Quyết định số 927/QĐTU ngày 9 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy và cán bộ. Quyết định số 928/QĐTU ngày 9 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy ban hành quy định tiêu chuẩn, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý. Quyết định số 929/QĐTU ngày 9 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng chí Lê Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, quán triệt triển khai kết luận số 34 KLTU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, quán triệt triển khai Nghị quyết số 10 NQTU ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, quán triệt triển khai công điện số 09 CDTU ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã về lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã phường, các đảng bộ, chi bộ sau hội nghị này xây dựng kế hoạch hành động để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và các quy định, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Thị ủy về công tác quy hoạch cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đối với việc triển khai công điện số 09 CDTU ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu. Thì đề nghị các cấp ủy, các cơ quan đơn vị, các đồng chí về bám sát vào chúng ta tổ chức triển khai thực hiện. Ở đây thì lưu ý có mấy nhóm vấn đề thôi. Đấy, thứ nhất là chúng ta phải đẩy nhanh cái tiến độ tiêm vaccine mình. Tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng chúng ta phải tiêm đấy, để đạt mấy mục tiêu. Thứ nhất là bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết, để chúng ta làm sao để chúng ta phòng để dịch không bùng phát ở địa bàn chúng ta nữa đấy. Và tiếp theo nữa là chúng ta không được để lãng phí vaccine đấy. Một cái chí là nhu cầu tiêm đang còn, đối tượng tiêm đang có, mà chúng ta để vaccine quá hạn không tiêm được là lỗi của chúng ta. Bây giờ báo cáo chỉ là không có chuyện là điều chuyển vaccine đi chỗ khác nữa. Đấy, vì giờ là nhà nước đã cung ứng đầy đủ của chúng ta rồi, không khó như trước để chuyển đi. Mà để hỏng vaccine báo cáo chỉ là lỗi lớn. Đấy, trách nhiệm chúng ta về các đồng chí phải rà soát. Bài sách có cả rồi. Đấy, ban chỉ đạo phòng chống dịch, các xã phường, các đồng chí phải kích hoạt lại để chúng ta tập trung công tác tiêm phòng. Bài sách như vậy thì nghiên cứu để mà làm rà soát như thế này, phối hợp với các cơ quan để chúng ta làm cho tốt đấy. Và quy định thì làm ra rồi đấy, nơi nào các đồng chí mà thực hiện nó không tốt để dịch nó bùng phát, rồi để kết quả tiêm vaccine mà nó thấp đấy, thì trước hết đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, các đồng chí phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thị ủy, trước Bí thư Thị ủy, trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đấy, thì trước hết đấy, thì đề nghị các đồng chí cán bộ đảng viên chúng ta phải gương mẫu đấy. Nếu đồng chí cán bộ chủ chốt nào, nếu đồng chí đảng viên nào đấy mà chúng ta tránh, chúng ta không tiêm phòng đấy, tới đây bị tái nhiễm COVID-19 là đồng chí chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đối với công tác quy hoạch cán bộ, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ cần tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quy định hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Thị ủy về công tác cán bộ. Trên cơ sở đó, tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, trong đó chú trọng đến nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy hoạch chức danh cao hơn, không quy hoạch chức vụ bổ nhiệm không thuộc thẩm quyền. Lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý và lấy quy hoạch cấp dưới để làm cơ sở quy hoạch cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Thị ủy Nghi Sơn do đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo chủ chốt của xã Nghi Sơn về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm 2022. Theo báo cáo của Thường trực Đảng ủy xã, Đảng bộ xã Nghi Sơn hiện có 155 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ. Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022,
Bên cạnh những thuận lợi, xã cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Có thời điểm toàn xã thực hiện phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19. Nhưng Đảng bộ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương trên các lĩnh vực. Nhờ đó, kinh tế xã hội của xã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng thu nhập toàn xã trong năm 2021 ước đạt 460 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 212,7 tỷ đồng. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản trong năm 2021 ước đạt 6.015 tấn. Hoạt động dịch vụ kinh doanh du lịch và chế biến hải sản phát triển, giải quyết được nhiều việc làm cho người dân. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được quan tâm. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của quê hương đất nước, công tác phòng chống dịch COVID-19, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được quan tâm, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, Đảng ủy xã đã kịp thời triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tập trung rà soát, sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, theo quy chế làm việc mẫu của Ban Thường vụ Thị ủy. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Sơn đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đóng góp các giải pháp để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng bộ xã Nghi Sơn đã phát huy mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, có nhiều giải pháp đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, nhưng Đảng bộ xã Nghi Sơn đã lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả theo từng cấp độ. 5 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, triển khai kế hoạch của cả năm và chỉ đạo phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch cả năm. Hoạt động của cấp ủy, điều hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc tiếp tục được đổi mới và phát huy. Bên cạnh những kết quả đạt được năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ xã Nghi Sơn vẫn còn một số những tồn tại hạn chế. Đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa thực sự sâu sát, chưa quyết liệt. Có 10 chỉ tiêu trên 26 chỉ tiêu năm 2021 chưa hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Một số nhiệm vụ trọng tâm tiến độ thực hiện còn chậm, nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều, thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp hơn bình quân chung của toàn thị xã, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn nhiều, hoạt động của một số đoàn thể vẫn chưa có nhiều đổi mới, công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2022 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và cán bộ chủ chốt của xã Nghi Sơn cần tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị của xã Nghi Sơn cần tiếp tục giữ vững và tăng cường sự đoàn kết thống nhất và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức thực hiện đúng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có biện pháp đổi mới và quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành, xác định những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, trọng điểm của xã để đưa vào chương trình công tác hàng tháng của Ban Thường vụ Đảng ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc,
trong Ban Thường vụ Đảng ủy, trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phụ trách trên từng lĩnh vực và phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc về tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Và Nghi Sơn của chúng ta phải phấn đấu để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 như nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã của nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Hai là Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy chế mẫu của Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của xã Nghi Sơn. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp trên và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, chất lượng việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng công tác quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ mới 2025-2030 và 2026-2031 theo đúng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể để hoạt động đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn và thực hiện tốt cái chức năng giám sát và phản biện xã hội, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các cái vi phạm nếu có. Ba là Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ 2020-2025. Những chỉ tiêu đạt khá và có khả năng hoàn thành kế hoạch thì phải tập trung lãnh đạo để chỉ đạo phấn đấu hoàn thành sớm. Những chỉ tiêu còn đạt thấp hoặc là dự báo còn nhiều khó khăn thì cần phải tập trung các cái giải pháp để tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo để phấn đấu là hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ cần nghiên cứu có chủ trương giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế là theo hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, mà cụ thể đó là việc đánh bắt, thu mua và chế biến hải sản và định hướng cho ngư dân để đầu tư là phát triển đánh bắt xa bờ, đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại để chế biến thủy hải sản và phấn đấu là trên địa bàn xã Nghi Sơn của chúng ta là phải có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và đồng thời là có giải pháp về phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm để tăng thu nhập cho người dân và phát huy cái tiềm năng lợi thế của xã Nghi Sơn của chúng ta. Bốn là tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác về quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, trật tự xây dựng và có giải pháp xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, có giải pháp cụ thể để xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải đối với cơ sở chế biến hải sản, chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp nuôi cá lồng tự phát theo kế hoạch số 54 ngày 1 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban dân thị xã. Năm là tăng cường công tác quản lý khai thác nguồn thu trên địa bàn, nhất là nguồn thu về thuế công thương nghiệp
dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền thuê mặt đất mặt nước, cấp quyền khai thác khoáng sản và thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch khu dân cư để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và chỉ đạo các đơn vị nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình trên địa bàn để sớm đưa vào khai thác sử dụng và có kế hoạch để bố trí nguồn vốn thanh toán nợ động xây dựng cơ bản và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển doanh nghiệp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm 2022. Sáu là quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về văn hóa, xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các nhà trường. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, chất lượng mũi nhọn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà văn hóa tại các thôn, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho đối tượng được thụ hưởng và có giải pháp thoát nghèo đối với một hộ thuộc đối tượng người có công trong năm 2022. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường. Về công tác quốc phòng an ninh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể, các thôn thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy, có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm bất ngờ, kịp thời xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những đơn thư khiếu nại khiếu kiện kéo dài. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các phòng ban đội, các ngành, theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc để xã Nghi Sơn hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo, nhất là trên các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đất đai, quy hoạch, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, có giải pháp hỗ trợ xã Nghi Sơn phát triển kinh tế biển và thương mại dịch vụ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giao các ban của Thị ủy thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghi Sơn để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng viên và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã Nghi Sơn để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đưa các hoạt động, nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và hoạt động đạt kết quả cao hơn. Từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tham gia thực hiện tích cực các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nghi Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, những tồn tại được chỉ ra, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện về Ban Thường vụ Thị ủy trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại công sở phường Hải An và phường Hải Lĩnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị số 9, khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo quyết định số 1895 QĐ-UBND ngày 1 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị số 9, khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bao gồm một phần địa giới hành chính các phường Hải Ninh, Hải An, Hải Lĩnh và Tân Dân, với chức năng là khu dân cư đô thị, khu công cộng, dịch vụ thương mại và khu dịch vụ du lịch, với các hoạt động du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Có tổng diện tích lập quy hoạch là 1.280 ha, phía Bắc, giáp khu dân cư tổ dân phố Nam Tiến, phường Hải Ninh, phía Nam, giáp khu dân cư tổ dân phố 12, phường Hải Lĩnh, phía Đông giáp biển, phía Tây giáp quốc lộ 1A và sông Kênh Than. Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị số 9 được chia thành 4 khu, không gian kiến trúc cảnh quan gồm không gian khu vực, dân cư hiện có. Các khu ở hiện có được khoanh vùng cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp diện mạo kiến trúc, nâng cấp hệ thống, hạ tầng kỹ thuật,
không gian khu vực dân cư mới, đất ở mới trong khu vực chủ yếu bố trí cho đất ở tái định cư, không gian khu vực công cộng, bao gồm các công trình công cộng đô thị như thương mại dịch vụ công cộng, khu công cộng, đơn vị gồm hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Các công trình này chủ yếu tập trung phía Tây, giáp quốc lộ 1A, đường 512, 525 kéo dài và sẽ là điểm nhấn cho toàn khu vực. Không gian khu vực ven biển với cảnh quan là rừng phi lao và cảnh quan mặt nước. Đây là khu vực hội tụ cảnh quan thiên nhiên của khu vực. Ngoài ra, phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị số 9 còn có quy hoạch hệ thống giao thông thoát nước, san nền và quy hoạch cấp nước, cấp điện, viễn thông thụ động, chất thải rắn và vệ sinh môi trường. Tại buổi lễ công bố quy hoạch, đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã bàn giao hồ sơ, tài liệu quy hoạch chi tiết, phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị số 9, khu kinh tế Nghi Sơn cho lãnh đạo các phường Hải Ninh, Hải An, Hải Lĩnh và Tân Dân làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Thưa quý vị và các bạn, cùng với 40.638 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sáng nay ngày 17 tháng 6, hơn 3.000 thí sinh trên địa bàn thị xã Nghi Sơn sẽ bước vào kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2022. Thí sinh thi 3 môn ngữ văn, toán, tính điểm hệ số 2, tiếng Anh tính điểm hệ số 1. Tất cả các môn đều thi theo hình thức tự luận. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn thị xã được giao là 58 lớp với 2.436 học sinh. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 3.088. Trong khi đó, số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022 là 3.414 học sinh. Toàn thị xã thành lập 5 hội đồng coi thi tại 5 trường trung học phổ thông. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 với 90% chỉ tiêu tuyển và nguyện vọng 2 10% chỉ tiêu tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập tại huyện, thị xã, thành phố, nơi học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc địa phương khác phù hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học sinh. Ngày 17 tháng 6, buổi sáng các thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều các thí sinh thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Ngày 18 tháng 6, buổi sáng các thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức kỳ thi, Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 thị xã Nghi Sơn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, cơ quan, đơn vị, các trường trung học phổ thông theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chuẩn bị tốt các điều kiện từ cơ sở vật chất đến nhân lực phục vụ cho kỳ thi. Các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Sơn báo cáo kịp thời về số liệu diễn biến kỳ thi và kết quả kỳ thi về Ban chỉ đạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng ban có liên quan báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo và trường Ban chỉ đạo để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi. Thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp với công ty Honda Đức Anh 1 tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông an toàn và tuyên truyền các kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn. Tại buổi tuyên truyền, học sinh, sinh viên nhà trường đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thị xã thông tin tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Nghi Sơn trong thời gian qua, hậu quả tác hại của tai nạn giao thông, một số quy định của luật giao thông đường bộ, phân tích nguyên nhân gây tai nạn giao thông, những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, ý nghĩa của các nhóm biển báo tín hiệu giao thông, tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, thống kê về các lỗi vi phạm bị xử phạt liên quan đến các em học sinh. Công ty Honda Đức Anh 1 hướng dẫn các kỹ năng điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, đồng thời các em học sinh, sinh viên trả lời các nội dung thường gặp liên quan đến luật giao thông đường bộ. Cũng tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thị xã Nghi Sơn đã hướng dẫn các em học sinh, sinh viên kỹ năng phòng chống đuối nước và cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu như hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm tai nạn thương tích
nhất là tai nạn đuối nước ở trẻ em thường xảy ra. Để chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, đoàn xã Thanh Sơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết cho các em. Theo đó, đoàn xã Thanh Sơn đã chỉ đạo các chi đoàn, thôn chủ động quản lý thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực đập xá, thôn Phượng Áng, nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cao. Đồng thời phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt làm hai bể bơi tại sân vận động xã để dạy bơi và các kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em. Các lớp học bơi đã thu hút sự tham gia của các em nhỏ, không chỉ trên địa bàn xã mà tại xã lân cận như Thanh Thủy, Ngọc Lĩnh. Em Lường Khánh Linh, thôn Tàu Sơn, xã Thanh Thủy cho biết. Như những năm trước thì khi chưa có bờ bê tướng đạt, vào mùa hè thì bọn em thường hay tập trung với nhau đi đến những ao hồ sông suối trên địa bàn để tắm. Nhưng mà năm nay từ khi có bể bơi tiến đạt, bọn em đã dừng cái việc đi đến ao hồ sông suối và đến đây để được các thầy cô dạy cho kỹ năng bơi, học các kỹ năng phòng tránh đuối nước. Công tác tuyên truyền được đoàn xã đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp thông qua hệ thống loa truyền thanh và nhà trường. Qua đó tiếp cận đến đoàn viên thanh niên và nhân dân để cung cấp thông tin, kỹ năng cơ bản trong việc phòng chống tai nạn đuối nước, thương tích ở trẻ em. Anh Lê Công Danh, Bí thư đoàn xã Thanh Sơn cho biết. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban chấp hành thị đoàn Nghi Sơn về việc tổ chức các hoạt động phong trào trong thời gian nghỉ hè tại địa phương, thì đoàn xã Thanh Sơn và Ban văn hóa xã đã tổ chức tuyên truyền các hoạt động về phòng chống đuối nước, các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Thì trong thời gian vừa qua thì đoàn xã đã và ban văn hóa đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho tất cả các em đoàn viên đội viên. Thì trong thời gian tới đoàn xã và ban văn hóa xã sẽ lập kế hoạch là tổ chức các cái hoạt động phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian nghỉ hè để tạo điều kiện cho các em có các hoạt động bổ ích như là văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu, thành viên tập đoàn FPT, một trong những chuỗi nhà thuốc hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp đủ thuốc theo đơn bệnh viện, thuốc tốt, chính hãng, giá tốt, giao hàng tận nơi. Gọi ngay 1800 6928 hoặc đến Long Châu gần nhất để được phục vụ nhé. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập: Trung Hiếu, kỹ thuật sản xuất chương trình: Sĩ Thành, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.